Chào các bạn, tin nhanh 24/7. Mẫu mô tô 220cc cực đẹp giá 45 triệu tại nước ngoài của Honda. Honda CX-01 phiên bản Compact được cho là một phiên bản thu nhỏ của chiếc CB1000A khi được đưa vào sản xuất thực tế. Tại triển lãm ô tô Expo tại Delhi, Ấn Độ, Honda giới thiệu mẫu Compact này là CX-01. Chiếc xe được thiết kế và phát triển bởi trung tâm Honda A&D tại Ấn Độ. Thật nhìn mẫu Compact này dường như lấy cảm hứng từ một phim khoa học viễn tưởng. Thiết kế của xe ấn tượng cho người xem từ cái nhìn đầu tiên, với kiểu dáng nước bay đặc trưng và cụm đèn pha thiết kế hiện đại với dải đèn LED chạy ban ngày. Nhìn vào thiết kế trẻ trung, khỏe khoắn của chiếc Honda CX-01, có thể thấy đối tượng khách hàng mà Honda nhắm tới là giới trẻ. Hệ thống treo hành trình lớn, khoảng sáng gầm cao là những yếu tố giúp chiếc xe có thể di chuyển dễ dàng và êm ái ở những đoạn gồ ghề. Xe được trang bị khối động cơ xanh đơn với dung tích là 249,6cc, sinh ra công suất là 26 mã lực, mô men xoắn là 23 Nm, làm mát bệ dịch, hộp số 6 cấp, với đường kính xe lăn là 76 mm, hành trình bê tông 55 mm. Chiếc xe có bằng đuôi vuốt nhọn, sở hữu lớp kích thước lớn, thiết kế bình xăng khá to, thiết kế đồng hồ ESC cùng với đèn tín hiệu khác ở hai bên, đèn pha thiết kế bắt mắt, sử dụng bóng Rosenthal với dải đèn LED chạy ban ngày, thắng đĩa trước có IP LED, thiết kế ngoại hình hiện đại. Đặc biệt, thiết kế đèn đuôi và xi nhan đều sử dụng công nghệ LED. Bô xe thiết kế khá thể thao, thiết kế bô zin kép hiện đại và đẹp mắt, không mang lại khô kịch vốn có của những mô nguyên bản. Giá của Honda CX-01 ước chừng tấn độ là 130.000 rupee, tương ứng là 45 triệu đồng Việt Nam. Tuy nhiên, Honda chưa có bất kỳ thông tin về ngày ra mắt của mẫu xe này. Theo chuyên gia dự đoán, mẫu xe này sẽ ra mắt sau mẫu mô tô phân khúc nhỏ Honda SFA 150. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại kế tiếp. Nhớ like hoặc share nhé. Subscribe.